tiếng Anh thương mại. English for Business. Bài 1. Giới thiệu nhân viên. Lesson 1. Meet the team. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là AIMS biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại phương Tây làm ăn phát đạt, để bạn có dịp giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu, bởi vì phần lớn đoạn hội thoại sẽ được lặp lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lặp lại toàn bộ đoạn hội thoại và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Trong bài học hôm nay, bạn sẽ gặp gỡ các nhân viên làm việc cho một công ty chuyên phân phối thực phẩm đóng trụ sở tại Sydney mang tên Helen Hardy Foods. Bạn cũng sẽ học những mẫu câu dùng để tự giới thiệu một cách xúc tích và ngắn gọn về bản thân cùng với công việc bạn đang làm. Nào, chúng ta bắt đầu. Ngày mai sẽ có một cuộc triển lãm nước giải khát. Harvey đang phỏng vấn một vài nhân viên chính trong công ty để dùng cho màn quảng cáo có cả âm thanh lẫn hình ảnh. Và bây giờ mời bạn lắng nghe đoạn hội thoại sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Testing, testing. Are we on? Yes. Okay. My name is Harvey Judd. I'm the Chief Purchasing Officer with Hale and Hardy Foods. I'm responsible for finding new products for the company to sell. Thử lại nào, được chưa? Được rồi, tôi tên là Harvey Judd, trưởng phòng thu mua của công ty Hale and Hardy Foods. Tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm sản phẩm mới để công ty bán. Today, I'm going to introduce to you my colleagues in the international department. That is, if I can get anyone to speak to me, everyone is so flat out. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với quý vị những đồng nghiệp của tôi làm tại ban quốc tế. Nếu như tôi có thể tìm được ai đó để hỏi chuyện, người nào cũng bận cuống cuồng. Ah, there is Victoria. Hi, Vicky. Ah, Victoria đây rồi. Chào Vicky. Hello, Harvey. Goodbye, Harvey. Chào, Harvey. Thôi, lúc khác gặp lại đi. Please, Vicky. Thôi mà, Vicky. Làm ơn đi mà. Harvey, I prefer Victoria, if that's okay. Harvey, có thể gọi tôi là Victoria được không? Oh, sure. Sorry. If you could just give me your name, your title, and a description of what you do. Oh, được. Xin lỗi nhé. Làm ơn tự giới thiệu tên, chức vụ, và nói sơ qua về công việc cô đang làm được không? Oh, is this for tomorrow? Oh, cái này là để cho ngày mai à? It's for our promotion at the beverage fair, yes. Ừ, để cho màn quảng cáo của chúng ta tại hội chợ triển lãm nước giải khát đấy. Okay. My name's Victoria Song. I'm International PR Manager. I establish and maintain relationships with our overseas partners. Được rồi. Tôi là Victoria Song. Tôi là Giám đốc Giao tế Ngoại vụ. Công việc của tôi là thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài. Thanks, Vicky. Cảm ơn, Victoria. Mời bạn nghe lại câu tự giới thiệu của Harvey bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. My name is Harvey Judd. I'm the Chief Purchasing Officer with Hale and Hardy Foods. I'm responsible for finding new products for the company to sell. Tôi tên là Harvey Judd, trưởng phòng thu mua của công ty Hale and Hardy Foods. Tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm sản phẩm mới để công ty bán. Và bây giờ đến lượt Victoria tự giới thiệu. Mời bạn nghe lại câu sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. My name's Victoria Song. I'm International PR Manager. I establish and maintain relationships with our overseas partners.
Tôi là Victoria Song. Tôi là giám đốc giao tế ngoại vụ. Công việc của tôi là thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài. Bạn có để ý cách giới thiệu tên, chức danh và công việc trong các mẫu câu không? Để giới thiệu tên thì bạn có thể nói My name is Harvey Judd. My name's Victoria Song. Để giới thiệu chức danh, bạn có thể nói I'm the Chief Purchasing Officer with Hale and Hearty Foods. I'm International PR Manager. Còn khi giới thiệu công việc thì bạn có thể nói I'm responsible for finding new products for the company to sell. I establish and maintain relationships with our overseas partners. Trong phần 2 của bài học, chúng ta sẽ tìm hiểu xem phải diễn tả như thế nào khi nói về công việc của mình. Còn bây giờ chúng ta chỉ học cách tự giới thiệu tên và chức danh. Bạn có biết chức danh của bạn bằng tiếng Anh là gì không? Nếu chưa biết thì bạn hãy vào Internet, kiếm các website của những công ty phương Tây hoạt động giống như công ty của bạn, rồi tìm các chức danh trong danh sách nhân viên của công ty đó. Hay bạn cũng có thể hỏi một số đồng nghiệp nói tiếng Anh của bạn. Khi đã biết được chức danh của mình bằng tiếng Anh rồi, thì bạn hãy thử tập tự giới thiệu tên và chức danh của bạn bắt đầu bằng câu My name is và I am the. Nếu chức danh của bạn là chức vụ duy nhất trong công ty thì bạn hãy dùng mạo từ the như trong câu I'm the Chief Purchasing Officer. Còn trong trường hợp bạn chỉ là một trong số những người có cùng chức danh thì bạn phải dùng A or N. Ví dụ, I'm a Purchasing Officer. Tôi là nhân viên mua hàng. Hay, I'm International Sales Representative. Tôi là đại diện bán hàng ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. I'm the Exports Manager. I'm the Supervisor of Overseas Trade. I'm a Senior Sales Manager. I'm an Overseas Business Aide. Xin bạn điền tên và chức danh vào câu sau đây. My name is. I'm the. Bạn có để ý thấy Harvey đã gọi tắt tên Victoria thành Vicky không? Khi làm như vậy, anh ta không hề cố ý làm cho Victoria mất lòng mà chỉ muốn tỏ tình thân và lòng quý mến của anh đối với Victoria. Đây là một thói quen khá tiêu biểu của người Úc. Người Úc có xu hướng gọi tắt không những chỉ tên họ mà còn đối với một số từ trong sinh hoạt hàng ngày, như bữa ăn sáng, breakfast, thì được gọi tắt là breaky. Không ai biết tại sao người Úc lại thích gọi tắt như vậy, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một thói quen vô thưởng vô phạt. Trên thương trường, khi cần phải áp dụng hình thức trang trọng trong phép xã giao, đối tác người Úc có lẽ sẽ không gọi tắt tên bạn. Nhưng nếu họ lỡ miệng hay là phát âm chưa đúng khi gọi tên bạn, làm cho bạn ngượng, thì bạn chỉ nên nhẹ nhàng sửa sai bằng những câu như là I prefer Victoria if that's okay. Nếu được thì anh cứ gọi tôi là Victoria. Hay I prefer Jennifer if you don't mind. Nếu được thì chị cứ gọi tôi là Jennifer. Hay it's Juan actually. Thật ra tên tôi là Huân. Nào chúng ta thử tập nói xem sao nhé. Xin bạn nghe và lặp lại, sau đó bạn thay tên mình vào những câu sau đây. I prefer Lou if that's okay. I prefer Jack if you don't mind. It's Joanna actually. Bạn đang theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương Mại của Đài Úc Châu. Bài 1. Giới thiệu nhân viên. Lesson 1. Meet the team. Mời bạn lắng nghe những từ và mẫu câu mới trong khi theo dõi đoạn hội thoại sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Harvey vẫn đang quay phim các đồng nghiệp trong khi họ tự giới thiệu. Ah, here's Douglas. Excuse me. Douglas, would you mind giving a brief description of your position? À, Douglas đây rồi. Douglas, làm ơn giới thiệu ngắn gọn về chức vụ của anh được không? Goodness sake, Harvey. It's Monday morning. À, làm... Trời ơi, Harvey. Vừa mới sáng thứ hai thôi mà. Yes, Douglas. It's for the display at a beverage fair tomorrow. It won't take a minute. If you could just give your name, your title, and a description of what you do. Douglas này, làm cái này là để cho phần trưng bày tại hội chợ triển lãm nước giải khát vào ngày mai đấy. Không mất đến một phút đâu. Chỉ nói sơ về tên tuổi, chức danh và mô tả vắn tắt công việc của anh thôi mà. Oh, I see. My name is Douglas Hale. I'm the CEO of the company. I'm responsible for overseeing all local and international operations. Thế à? Tôi tên là Douglas Hale, tổng giám đốc của công ty. Tôi chịu trách nhiệm trông coi tất cả các hoạt động trong cũng như ngoài nước của công ty. Thanks, Douglas. Cảm ơn, Douglas. Bạn nên lưu ý đến khía cạnh văn hóa trong phép xưng hô nhé. Douglas là tổng giám đốc hay cũng gọi là giám đốc điều hành, tức là người đứng đầu công ty, nhưng Harvey vẫn gọi ông bằng tên gọi không thôi. Đây là chuyện thường trong xã hội phương Tây. Ở Úc, việc gọi một đồng nghiệp hay cấp trên là Mr. hay Mrs. nay đã bị xem là lỗi thời. Bạn hãy thử mô tả công việc của mình một cách ngắn gọn nhất nhé, chẳng hạn dùng không quá 12 từ. Ban đầu bạn nói tiếng Việt, sau đó tiếng Anh. Về mặt ngữ pháp, bạn có thể dùng thì hiện tại thường để mô tả như Victoria đã làm. I establish and maintain relationships with our overseas partners. Hoặc nếu bạn dùng I'm responsible for, thì động từ sau đó phải ở dạng tiếp diễn. Ví dụ, I'm responsible for finding new products to sell. Tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm sản phẩm mới để bán. Hay, I'm responsible for managing overseas sales. Tôi chịu trách nhiệm quản lý việc bán hàng ở nước ngoài. Bạn nên dùng động từ ở thì hiện tại thường hoặc tiếp diễn để viết về công việc của bạn. Bạn nên dùng mẫu câu gồm tên tuổi, chức danh và công việc để tập tự giới thiệu. Bạn là ai và làm gì? Bây giờ, để ôn lại bài học hôm nay, mời bạn nghe và lặp lại những câu và cụm từ quan trọng sau đây. My name is Harvey Judd. I'm the Chief Purchasing Officer with Hale and Hearty Foods. I'm responsible for finding new products for the company to sell. There is Victoria. Hi, Vicky. Harvey, I prefer Victoria, if that's okay. Oh, sure. Sorry. If you could just give me your name, your title, and a description of what you do. Okay. My name's Victoria Song. I'm International PR Manager. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì bạn đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. My name is Kate. I'm a business aide. I help build up our overseas trade. My name is Kate. I'm a business aide. I help build up our overseas trade.
Trần Hạnh mong gặp lại bạn trong bài 2 tiếp tục nói về chủ đề giới thiệu nhân viên.